xuống đường hầm để kiếm đồ ăn nè. Hey Mali, bữa ăn gì được yêu rồi con? Cái này bánh khọt bánh bèo không? Bánh bèo phải cơm tay cầm. Không muốn ăn khọt chứ thôi đi vòng đi. Cơm tay cầm bắt bổ. Nè bánh theo bánh khọt kìa Dũng. Đó. Anh thích bò lá đốt không làm rây đi. Bún bấm là chỗ hồi nãy mình ngồi đó. Bún mắm khô hả con? Cái này bún mắm khô, Ngọc ơi, không có nước hả con? Nó không biết. Thôi kìa, mình ăn đại đi con. Ăn thử đi. Đưa cho cô đôi đũa với cái muỗng chứ. Chế mắm lên. Đây là bún mắm quay. Dễ vô trộn vô chơi phép lắm thôi. Vợ của ông Quang.
nó không chào tắm. Ờ thì bỏ như vậy. Hả? Rồi xong tôi rồi tắm lên lầu tắm nó nhang rồi tắm đi đi ra luôn. Không chào ai hết. Không chào ai hết. Bỏ như vậy. Yeah.